V-Train Kim Tae-hee khiến dân mạng nổ mắt bởi hành động ngọt ngào trong trường quay. Mới đây, nhãn hàng do V-Train Kim Tae-hee đại diện vừa tung ra hậu trường quay quảng cáo ngọt như mía lùi của cặp vợ chồng quyền lực. Hậu trường quay quảng cáo của hai vợ chồng V-Train quả thực đẹp như những cảnh quay trong phim truyền hình. Từ lúc công khai hẹn hò đến khi chính thức về chung một nhà, hành trình yêu đương của Kim Tae-hee và V-Train luôn được công chúng quan tâm hết mực. Dù không mấy khi xuất hiện và phát đường công khai, nhưng cứ lần nào tay trong tay sánh đôi bên nhau, hai ngôi sao lại khiến mạng xã hội nổ tung với những khoảnh khắc tình tứ. Một thương hiệu tiêu dùng do vợ chồng Kim Tae-hee V-Train làm người mẫu đại diện, mới đây đã tung clip hậu trường ghi lại một ngày làm việc của cặp đôi. Ngay lập tức, người hâm mộ ùa vào xem và được một fan ghen tị nổ mắt trước những hành động lãng mạn của cặp đôi. Trong hậu trường quay quảng cáo, V-Train Kim Tae-hee trao những cử chỉ thân mật, ánh mắt ngọt ngào. Đặc biệt nhất, dù xung quanh có vô số nhân viên đoàn, V-Train vẫn liên tục tẩy máy động chạm bà xã mỹ nhân cho bằng được. Về phần Kim Tae-hee, nữ diễn viên vẫn rất điềm đạm trong mỗi một hành động. Thỉnh thoảng V-Train còn khai trêu đùa vợ, khiến Kim Tae-hee ngại và chỉ biết cười gượng trước những hành động của chồng. Đặc biệt, trong đoạn clip còn có khoảnh khắc khi hai vợ chồng nằm trên giường, xung quanh thì rất nhiều nhân viên, nhưng V-Train vẫn nắm tay và còn không ngại hỏi rằng vợ tôi rất đẹp phải không? Điều này khiến cả hội trường cười ồ lên. Về phần Kim Tae-hee, cô chỉ biết ngượng ngùng tươi cười trước câu nói của chồng. Ánh mắt âu yếm, cử chỉ nhẹ nhàng của Kim Tae-hee và V-Train dành cho người bạn đời đã nói lên tất cả về mối quan hệ ngọt ngào sâu sắc của cặp đôi. Hiếm khi thể hiện tình cảm công khai, nhưng cứ lần nào cùng nhau xuất hiện, đôi vợ chồng quyền lực lại khiến dân tình thổn thức với những hành động quan tâm tinh tế, tự nhiên. Kim Tae-hee và V-Train liên tục nở nụ cười hạnh phúc, thậm chí còn thoải mái trêu đùa nhau. Có sự xuất hiện của cặp đôi vàng, không khí trường quay dường như trở nên ngọt ngào, thoải mái hơn hẳn. Từng cử chỉ quan tâm và ánh mắt chảy ra mật ngọt của V-Train dành cho vợ, quá thực khiến ai nấy đều phải ghen tị. Chỉ cần nhìn vào hành động cả hai dành cho nhau, công chúng có thể cảm thấy tình cảm giữa cặp đôi luôn nồng nàn, thấm thiết. Kết thúc buổi quay, Kim Tae-hee không quên động viên ông xã với cử chỉ vỗ lưng dịu dàng. Cả hai đã cùng nhau viết nên câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ của showbiz Hàn. Kim Tae-hee và V-Train là một trong những cặp đôi quyền lực của làng giải trí xứ Hàn. Họ tổ chức đám cưới vào năm 2017 và lần lượt đón hai con gái chào đời vào năm 2017 và 2019. Cả hai đều là những ngôi sao hạng A nổi tiếng, thành công và sở hữu lượng fan khủng tại châu Á. Tuy nhiên, V-Train và Kim Tae-hee sống rất kín tiếng. Cặp đôi sao ít khi chia sẻ về hôn nhân trong các bài phỏng vấn hay lộ hình ảnh của hai công chúa nhỏ. Chính vì vậy, những hình ảnh về ba thành viên trong gia đình V-Train và Kim Tae-hee ngày 20 tháng 10 vừa qua tại công viên Everland, Hàn Quốc đã trở thành tư liệu quý của người hâm mộ. Kim Tae-hee sinh con gái thứ hai đã được 1 năm và cô đã lấy lại được vóc dáng nhỏ nhắn, cân đối. Sau bộ phim Hey Bye Mama, cô dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình. Thỉnh thoảng, người đẹp xuất hiện tại một vài sự kiện hoặc chụp hình quảng cáo cho các nhãn hiệu danh tiếng. Ở tuổi 40, Kim Tae-hee vẫn được xem là biểu tượng nhan sắc xứ Hàn nhờ về vẻ ngoài trẻ trung và làn da sáng mịn, đều màu. Mới đây vào ngày 17 tháng 12, tập mới nhất chương trình Season B Season của nam ca sĩ V-Train đã chính thức lên sóng. Trong tập này, V-Train và Sang Sung Kyo đã đến thăm một người hâm mộ. Tại đây, họ đã nấu ăn cho người hâm mộ và V-Train cũng đã hé lộ về chuyện tình đẹp của anh với bà xã Kim Tae-hee. V-Train tiết lộ mối tình với bà xã không phải là điều bất ngờ, vì chính anh là người theo đuổi Kim Tae-hee trước và thậm chí còn yêu đơn phương nữ diễn viên trong 1 năm. Kim Tae-hee và V-Train lần đầu gặp nhau vào năm 2011, khi họ cùng quay quảng cáo cho một nhãn hàng. Ngay trong buổi quay hôm ấy, họ đã nhìn nhau rất ngại ngùng, khiến buổi quay như biến thành buổi hẹn hò giấu mặt. Đáp lại câu hỏi của fan về ai là người theo đuổi trước, nam ca sĩ tiết lộ. Anh là người theo đuổi cô ấy trước, phải mất nhiều thời gian lắm, đến 1 năm liền. Anh đã yêu đơn phương cô ấy trong suốt 1 năm đó. Cứ như thế, cặp đôi đã yêu nhau vào năm 2012 và bị disband Queen ngay trong ngày đầu năm mới 2013. Đến năm 2017, V-Train Kim Tae-hee chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới nhỏ giản dị, rồi lần lượt đón thêm hai thành viên mới. Nói về cuộc sống hôn nhân, ông bố hai con hạnh phúc trả lời, anh vẫn luôn cảm thấy như đang ở trong giấc mơ. Hiện tại, V-Train Kim Tae-hee đã trở thành cặp đôi vàng của showbiz Hàn.